Tân binh Cristiano nói rằng chơi cho Barcelona là giấc mơ thời thơ ấu. Hậu vệ người Đan Mạch Andres cho biết hôm thứ năm ngày 7 tháng 7 rằng anh là một cổ động viên của Barcelona khi còn nhỏ và việc ký hợp đồng với câu lạc bộ Tây Ban Nha là một giấc mơ trở thành hiện thực. Trung vệ 26 tuổi rời Chelsea khi kết thúc hợp đồng vào tháng 6 để gia nhập Barcelona theo dạng chuyển nhượng tự do với điều khoản mua đứt là 500 triệu euro. Christensen, người đã có 56 lần khoác áo Đan Mạch giúp Chelsea vô địch Champions League mùa giải 2020-2021, cũng như FIFA Club World Cup và UEFA Super Cup vào năm 2021. Anh ấy nói rằng, anh ấy đã nói chuyện với tiền đạo người Đan Mạch Martin của Barca và các đồng đội cũ của Chelsea là Marcos và Sisa khi đang đàm phán hợp đồng và nhận được nhiều lời khuyên tích cực. Tristensen cho biết văn hóa chiến thắng là và lối chơi tấn công là điều khiến anh ấy ủng hộ câu lạc bộ này khi còn trẻ. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã đón xem. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin Thế giới chiều nay.